Rồi, chào cả nhà. MasterV xin chào cả nhà, rất vui cả nhà đến video theo mình. Hôm nay mời ông bà cô chú anh chị em cùng xem kẹo song tô cả nhà. Đến đôi giữa bên đây đội của cầu tư với Nhật một bộ cả nhà. Mình với Thái. Thái mới xuất hiện trên kênh mình đầu tiên cả nhà. Mình với Thái một bộ. Quánh 45 điểm liếu cả nhà, 5 điểm của ban, tổng là 50 điểm. Giờ mời ông bà cô chú anh chị em cùng xem luôn. Giờ mời hai đội thi. Hai thi. Thi không? Thi thì mình thi cả nhà. Thấy em mới sớm mình nữa nha, bữa nay tới vô luôn với kênh mình nữa nha. Rồi mình đi thắng cả nhà, mình đi ba. Một. Thế bây giờ này mình với Thái nha, một bộ bi trắng, bên kia là cầu tư mình với Nhật bi vàng. Các nhà giờ theo bi nào để mạnh dạn để đỡ bình luận cho mình cái nhà. Đó, nó đẹp. Tắt đường bay nó vô nó dính bóng quyền bay. Tắt đi dính bóng quyền. Không lấy đâu. Dính làm thành á. Ngon đi. Lơ nó trên đời, nó thấy lơ cho này. Xong tô này một bỏ ai lấy nha. Điểm 46 cho lên là bánh ba băng cái này. Một. Rồi tên em, nhiều khi Thái mới xuất hiện lần đầu tiên hơi bị khớp rồi cả nhà. Bấm từ từ nó mới giãn cả nhà. Ông bà cô chú anh chị em thấy kênh Phá TV mình Đam Mê Pizza có coi được clip mình thì nhớ cho mình một đăng ký kênh cả nhà, một lượt like, một chia sẻ là mình có động lực ra nhiều sách đấu hay, nhiều giải đấu hay hơn nữa cho cả nhà xem. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị em mình rất là nhiều. Ủa khúc Thái đi, khúc gì chạy một. Kỹ ra rồi mình dạo đầu vòng dạy cơ đi cả nhà, rồi cái bắt đầu mình mới quánh cả nhà, mình làm nóng cho Thái cả nhà. Trời ơi, bây giờ thiếu luôn trời. Ô. Ok. Một. Quá đẹp nha, một hình bi khá là thuận lợi cho Thái để mình một gỡ nữa nghe nha. Đúng là em trai của ta. Dạ cái Thái. Lấy tự tin lên đây. Hai. Gộp luôn ha. Chỉ bị dài vừa Thái lấy ra hình bị gộp luôn đẹp quá cả nhà. Ba. Bốn. Quá đẹp thấy ơi. Thôi mình nói cho Thái làm nóng vài cơ mình muốn nữa nha. Ôi mẹ nét ơi. Thank you.
luôn. 5. Chút nữa thấy rồi, thiếu rồi. 6. Quá tuyệt vời em ơi. 6 thấy. 7. Đúng rồi em ơi. 8. Bên kia đâu nãy giờ nghe cũng chắc hả? Chưa đâu. Chưa đâu. Trời ơi, giá thủ luôn rồi. Bên mình dưới thấy 8 điểm đầu tiên. Điểm số giờ 8-0 nha. Chúc ông bà cô chú anh chị em ngày mới xem pizza kênh Phát TV mình có thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý nha. Rồi bên kia bây giờ hai người có một cây kiếm nha, thái cường nha, làm cái 8 hoài luôn, cái thái 80 món cho anh Nhật Việt Nam được hả? Cắt cơm ba ly cắt keo nắm tay, nắm tay có bê trắng mạnh, trắng dài, cố tình quánh mạnh nha. Ba, cái bên có âm thanh karaoke cả nhà, có gì cả nhà hết sức thông cảm chứ không phải mình chèn nhạc, mình lấy âm thanh gì cả nhà. Thôi bây giờ để cho nó quét đi cả nhà. Có gì mà nó quét nó bị dính bản quyền gì mình sẽ khiếu nại cả nhà. Mạnh lên chứ mưa. Ba. Cô tình quánh đường đó cũng đảo sao về được. Quá lỏng chứ vì nằm quá lỏng. Đúng rồi em trai, trời đạn quá tốt. Quay. Cảm ơn điểm nghe nhận. 2. Mình quánh ba băng yếu, người ta đã thấy mình phải đi điểm clip nhiều lên mới có cơ hội thắng nha cả nhà. 3. Bốn. Gầm quá gầm. Cả nhà em đợi. Ê quá trước. Mày 4 nên là 7. Quá trước. Rồi tôi quá im rồi. Vậy đi. Không. Dịch ra lĩnh đồ tới đây. Cái không anh gãy giữa đi, quấn vô giữa. Còn chờ đợi sửa. Nó nhẹ. Bị giật á. Ừ. Rồi, nó không trúng gì cái đó rồi. 3. Thả bắt đầu cái gì?
tỷ tê mới được. Nghe thấy mình ăn cái kèo này, nghe thấy kèo kèo này nặng ký á. Ừ, tôi xích bệnh dư luôn. Để nhỏ quánh nó quen cái nết rồi cả nhà. Mấy ba không? Ôi ui, bây giờ dài gì có 3 điểm cả nhà. 11, 3 đến 11, 11, 7. Một. Kéo trắng đi tôi, kéo trắng vô băng nhẹ nhàng. Ông kéo vô băng nhẹ nhàng, sử dụng ốc phơi, ốc phơi của ông tốt là ông kéo nhẹ nhàng. Chúng gầm nữa. Ok. Trời ơi trời. Mời ông ba cô chú anh chị em bữa trưa. Gì thấy? Mình ra clip mấy giờ thì mình mời cả nhà mấy giờ cả nhà. Buổi trưa uống nó chọc mình làm mắc cười. Mời cả nhà được luôn rồi. Mời cả nhà uống nước suối với mình luôn. Đã cố tình nhấc đừng cái máy mướt đừng đừng đánh mạnh mà cho thối về là sạc luôn thôi đi đá chịu gặp nhấc anh sợ rồi đem thôi. Mình quánh mấy đường khó mình mới lên coi được em. Chứ đâu có dầu gà cặp khỉ quánh hoài. Đúng rồi. Nhé con gà lên. Đáng cự quên. Đây đây đây. Đây. Tự cầm. Có ai bị xích nhơi nghe. Thằng lôi trái đỏ về tới chỗ luôn làm gì kìa. Thằng à. Một. Quá ổn chưa? Trời. Trời. Không sao em ơi. Bây giờ nên nó lá về đẹp rồi. Kéo nặng vô trứng đi. Dạ gì? Quá sạch. Một. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kỳ còn không rồi bằng em cho nhẹ. Trời ơi, tắt cho sáng lên trời. Trời ơi, trời. Quá dư cái này. Đẩy bi quá vậy. Vàng nha. Vàng vàng. Quá đẹp. Đừng thấy. Đến vai cự. Hai. Xem thấy. Chúng sao à, em vô đó hết cứng ngắc luôn. Hai nữa kéo giùm chính nè anh hai. Quá. Hai chỉ gì à. Còn đá luôn đi bây giờ anh chị bị liếc mặt đó. 2-13 quá tốt. Các bạn đọc em ơi. Móc. Tốc. Hay. Ba. Tứ mỏng luôn em. Giặt đi. Giờ nó cũng nhẹ là báo buồn nó mới ra chút. 3-16 Đè vô, đè sát vô. Wow. Ui giời ơi.
cắt mặt móng đỏ còn ngoài mà cắt sao quá vậy, cắt gì đỏ vừa các bạn. Trời ơi móng này vô. Ừ đá vô, dập vô luôn, dập vô. Ừ. Tứ. Không được tứ. Móc. Ủa trời. Tôi em đã thấy rồi. Xuống dưới đó kéo về đá gõn 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 ra ngay. Ô tốt em ơi, đẹp á. Móc. Ôi vô không đạp đỏ gì nổi luôn trời, trúng nét nữa. Ừ này. Ba. Lấy cầm thấy. Trời ơi, toàn đá mới trúng á. 4. Năm. Quá đẹp thôi. Vô ken luôn rồi. Đồ. Sáu. Cú lê được không? Được đó. Cú lê mở đá mấy mẹ cái dạng chạy ra chúng này. Có. Bảy. Wow. 7 này 23. Ủa vậy? Nằm đó là như năm. Móc. Đo bằng đỏ rồi được. Đo bằng chúng mình học chạy. Ừ. Thế dậu. Rồi em thôi. Bây giờ nó không được, không quánh vậy rồi nó đi tạc đi, nó để không quánh canh quánh nhẹ vừa tầng không bây giờ mình vô chịch cái là nó tự nó ấp quánh 10 cái cho mừng anh đang hồi, anh đang hồi sáng rồi một lại dân cư ăn sáng rồi. Chưa. Ô, giờ chơi chiến thuật chạy. Quá kỳ. Không ra được cái hình nào dễ dãi cũng tạo sườn cho bầu. Miền quá xa. Ok, ok. Trời ơi, tụng luôn.
có hàng. Gia tục luôn. Đẹp dữ vậy đó. Bỏ tóc. Đẹp quay. Thằng ô, cái bê gì tội. Đi đi. Dữ luôn. Đây thì sao quay rồi. Quay xô nữa nè. Trời ơi, đã lâu với đã hứa. Thấy ui. Nhẹ, nhẹ vô. Nhẹ vô đâu băng luôn. Tốt. Quýnh loạn cho đẹp cái này. Loạn được chứ. Loạn được. Này. Tỷ số như vậy. 39. Chân trụ yếu quá vậy. 25. Kỹ cho chúng đi rồi. Cố gắng lên đi vào. Thôi. Đây thấy. Ta nè. 7 nữa, 16. Cố tình đánh gãy luôn cho nó dập cho nó luôn. Chóc tia dậu. Đừng nói là trời. Thấy tình nó mỏng rồi đó. Thấy mình hơi mệt mỏi rồi đó.
Trời ơi. Ôi, cái sức đạo đầu. Một. Thì dạo quánh nhẹ chúng mạnh quá. Ba vị. Trời ơi. Thế dậu luôn á nhầy. Sụp. Sụp băng dài luôn. Một. Rồi. Quá xịn. Mưa nhạt thấy. Để qua giờ lại một chút nữa. Đúng rồi. Một. Cái gì vậy trời? Ô hô. Ra vô gà thả cu lê. Quá dở. Kỹ nghe từ để ngay nghe từ. Không dữ người ta. Chờ nó theo cái gì trời. Thằng vô xui dữ ra trời. Hai. Chưa bỏ. Hai nữa 18. Ô. Quýnh vàng không đá, thấy. Quýnh vàng chạm vô băng đâu có đá kịp. Nó mỏng cà phê, miếng cà phê, nó mỏng vô cháy. Mỏng nha. Phê vô. Để đi coi chợt á, mắc phê. Có nó phê vô. Đâu dữ vậy? Còn nữa, chứ không phải nhiều đâu. Té không? Trời ơi, tài ơi, tài. Thì là vậy thôi chứ chịu chứ mình hết được rồi coi muốn xì gô muốn kéo tẩy đặt bỏ ngoài ê nản thiệt chứ. Một. Hey. Ba. Vậy nha. Bốn. Năm. Lon đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
5 lọn thiệt, 5 nữa 30. Wow, quánh lọn khó hơn chúng nữa nha. Quánh lọn luôn. Đỡ, đỉnh. Một một tiệc tác của Phú Cường hả? Ừ, một tiệc tác của Phú Cường. Sáng của Càng. Sáng chưa? À, ok. Tiếp tục là bữa nay nghĩ là một loại này đó. Này ba lọn cái thôi. Đỉnh 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 3 đến 33. Bộ tôi có vốn rồi, cái nhạy bắt đầu bộ tôi dê đó. Đi trắng thì sấy, tịch sấy còn sấy ngủ luôn. Đánh rồi vô cái xe đi tầm bậy luôn. Làm cái út luôn. Cố tình quánh nhẹ làm cho út đi cái mất tiêu. Ba. Thánh thằng ngô. Ba nó nhiêu? Ba nó 21. Kéo bằng đầu. Khó xích chơi. Khó y xích nhanh đó nha. Hết pin. Y xích nhanh hết pin. Cho tiền cho dĩ là 2 dĩ. Thả dầu bánh cho nhẹ thôi. Bị liệt cà keo. Nó tội. Ba. Ba im tụi ta kìa.
4. Đỏ, cho đỏ nhẹ rồi, đỏ vậy luôn. 5. Những đỏ nó hay. Sáu nữa, 27. Đây. Em ạ. Ừ. Đó đang mới đúng. Ừ. Nó quánh hai chén dậu dưới gì. Không. Sao giờ quánh mới nhớ trời. Có 10, 12 nữa. Siêu. Gì đây? Cho nó lên. Bóp. Lắp tức. Quay. Phòng số 2. Không vô kênh sửa cái biết liền. Ba. Bốn. Đỏ trắng. Keo này nặng lắm. Tính cấp 3 gì? Cấp 3 cũng được. Bây giờ cấp 3 cũng được. Chúng rồi, bây giờ cấp 3 chúng hướng xéo còn rồi. 5. Thầy ô là trời. Năm nữa, 32. Cái gì vậy trời? Qua băng đủ, qua băng đủ. Ô đó, không mút đi luôn mà, làm gì cắn cái trên rồi xé cho đời chúng luôn. Đủ qua băng đừng mỏng được là thấy đừng câu lê, câu lê hư bi giờ sao được lên 3. Trời ơi 4. Sao quýt thầy chấm cao xuống, chấm cao được. Đây tại sao dở cao lên. Cái này mình mát thì đỡ đỡ nha. Chứ
chưa bỏ đó. 4 nữa 37. Trời. Mạnh lên đi. Mạnh lên ngay. Bốn nữa 36. Vừa đủ đêm thôi chứ. Bố đi. Cui. Gì á? Cui. Ê. Ê, qua luôn. Trời ơi, trời làm gì mà ngoại trời. Móc. Chính thả trái đỏ nó tụt xuống dưới đó là được rồi. Hơi dư lực. Trời cũng được, im mà. 3. Bốn. Bài đỏ tươi. Gạt quá nặng tay đỏ vậy. Rất đỏ phê thôi. Năm. Sáu. Thôi trắng rồi giữ rồi trắng. Dư rồi. Vậy. 6 nữa 42. Chưa, 4 còn đi được 3 điểm nữa mà. Nếu mà đi 2 điểm thì dính mắt me. Chưa đâu. Một. Ô bụi. Dặm cái cơ này là ngon á. Ừ.
đó vậy thôi. Nó nặng quánh gì nó tụt, nó quánh mạnh mà được, còn quánh nhẹ là tụt. Không được chứ. Đẩy tới là nó gàng cu lê, nó đủ góc, nó xéo. Không được rồi. Mỏng nó đưa lên. Ngọt. Tứ nó mắc ăn cúp bê, nó dễ gọn gãi. Nó cắt vậy đó. Vừa mắc ơi. Vừa đây đừng dính mặt á. Vừa cắn chạy vậy đó. Ủa, là ba bằng gì trời. Xíu qua còn mặt, còn tứ ngay bằng nhỏ này là có khi bình thường thôi, lúc bình thường. Cái này đâu có gì đâu. Làm đi. Để con mồi có không hút mà. Alo, thấy chưa chị? Đi trời. Ô, thi lớn luôn rồi. Bởi luôn anh em ơi, cái đó mình quánh góc nhảy nha, mà nó con góc nó quá nhảy, nó nhảy qua đường mưa luôn rồi. Ê, nè 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 nè, lấy cái khăn qua đây nè. Ô, bởi luôn. Đi không? Đi ra ngoài nha. Mình quánh cốc nhảy hết cốc nhảy qua cái bờ đê luôn á nhỉ. Rồi. Học bài lắm. Thì sao ơi? Biết gốc me không? Biết. Gốc me nó có trái me. Để mà tử luôn. Ừ. Để thứ ba hả? Ừ. Chứ mà chắc là còn nhiều không? Sao không? Thấy vụ để không được. Gốc me bị mới lắm. Út. Đổ vô qua, mạnh lên lắm rồi. Thấy không? Trời ơi, trời. Trong vỡ nữa như trời. Hai nữa là 44. Kể có gì đâu, bình thường. Mình có mình có nay mà nhầm gì. Sợ mắc me, mắc vọng gì. Đá cái đi. À rồi vậy đây, rồi bộ tôi tự tạo sượng tôi coi. Tạo gì? Hãy ra chút coi. Đá gì đâm túi đó. Kéo cho chúng đi. Học ừ múa múa đỏ luôn đỏ thấy không con ơi, xúc sắc hai gỡ mất me được rồi đó. Ô quá chứ quá quá lòng cái này thấy bây giờ ra băng đây rồi. Là hai lô dậu trắng xuống dưới băng đó mấy trúng rồi trúng ca đêm mình giải quyết đối thủ luôn. Hai nữa là 46. Một là xong rồi đó. Lấy chai vàng quá nó vậy. Ồ, chui chắc mình mà. Chai vàng, chai máu rồi, chai máu rồi. Gà này, gà tre này bị chai máu rồi.
Trời. Cái anh ta nhảy vô luôn á. Rồi cái này nhảy, rồi cái này nhảy. Ừ. Hãy dạy vô trời. Không, không thiệt. Không thiệt. Để cúp bê trắng ngon hả? Cúp bê trắng giang dưới về nhập. Lỏng lè. Để coi. Nó lỏng lè dưới vậy lắm. Cái này nó cũng lỏng lè. Đá bả được. Đá là không đá. Tính nè, mình tính mình né cái đường trắng dưới dạng thôi, ở đâu mà trắng nó nhào vô trong băng nó ra đá đó, không đá thì nát gáo rồi. À, vậy đấy, tốt rồi. Thua. Anh nói thua. Ui thấy, còn tới 4 điểm bao băng mà. Thằng U giữ mặt quay. Móc. Một kia ổng cục. Đá nó một. Trời ơi, phê dữ lắm, bò tôi bắt nó phê dữ lắm. Xong. Xong rồi, bên kia xong. Đó là tăng rồi. Một nữa 47. Hai ô hai. Trời ơi. Tốt tốt tốt. Quánh gì rồi tốt. Trời ơi. Một một một. Gom đó. Tao lấy một đây. Rồi đó. Cái bê trắng luôn. Bê hả? Ừ. Cái bê vàng á. Kiến 2 nữa 39. Sao đâu đừng để tứ rồi mấy hình này tao gầy gì cũng khó lắm chứ đâu phải dễ đâu trời. Có ba băng mà. Từ theo thế thôi. Từ sổ được chưa? Một bốn là coi năm là lẻ. Từ ghét, từ ghét băng băng nha. Hai. Trừ cho anh kêu đi 4 thôi. Sao không đè, sao không đi 6 luôn á. Ngủ đi. Ngủ được cái gì. Trời ơi, dư dữ vậy trời. Dư số không nổi mà dư luôn. 4 nữa 4 nữa. Vậy 2 nữa không? 2 nữa 41. Đúng không? Mình 39, 241. Mình sửa vài điểm lên ba băng là khó chịu à. Chúng bà bắn một súng á. Chúng bà bắn một súng á. Không á. Quấn đỏ hay là trúng thẹo quấn đỏ mình quấn một cái gì dưới đi nhẹ thôi đỏ dậu quá mày dậu móc lên ừ gì đi mình không có cho để sườn ta được dây đạn lấy được dây đạn bây giờ qua băng rồi để vô gạt cũng được cầm kỹ cũng được. Gì nữa trời ừ đá đi. Đi ba rồi, nè, cầm.
Ừ. Chúc em, chúc đi. Dừng. Hai. Mấy rồi rồi? Hai hả? Không sao. Vậy vậy chứ giờ thấy con mèo luôn. Biết luôn, sao vậy? Nó trúng là đục, trúng là ra nó. Hai nó bốn ba. Giờ thiếu miếng trời. Lít nhẹ cái có hình đùi gà quá nơi. Ừ, đá gì đó. Ồ, thấy rồi thấy. Vô ba băng rồi nè. Trúng đi em. Bên được. Cho băng đỏ à. Đấy rồi. Sao nó quánh đi. Đúng rồi. Giết rồi bà ơi. Còn chờ đợi gì nữa. Giết sao giết trời. Quánh sao á. Giết luôn. Ồ. Xong. Xong rồi bên kia xong á. Đài góc dữ rồi ta. Một nó 48. Tư hồi mà tư thì nó được rồi đó, nhưng mà đổ góc vô dầu. Trời ơi. Rồi, đá luôn ừ. Xong. Mới điểm clip mà quánh hoài nãy giờ. Mệt hay bồ mình cái vậy. Phải đưa điểm ba băng chắc giờ được chứ để ghẻ thêm điểm là mệt đó. Còn đường sửa đó chứ không còn đường đâu. Phải nó hên bi là mình thắng luôn đó. Đồ gà đi em ơi. Tự nhiên đi. Xong. Ủa nào không xong chứ trời. Mà xong thử cái gậy. Xong. Quánh xong đi. Ủa không có đường trúng đâu. Mâm nè, dọc cặp kỹ mới quánh. Cặp kỹ mới quánh. Hai vậy. Ồ giờ bạn cũ vậy chạy khích 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 vô băng không có nhỉ. Băng cũ. Xong. Bóp bóp. Sực 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 sực. Quánh thay. Đây đi. Sát vô đi vậy. Làm gì khích khích vô bán không tại. Đúng rồi. Đúng không? Bóp qua mày. Móc. Hey. Nó đó băng đi. Mày vô. Nó. Tứ. Tứ đỏ đó. Luôn. Em quánh tứ đỏ dậy vô đi nó bắt dậy mình canh cái gì. Dậy dậy chút nha. Dậy vô đi. Dậy cái đi. Đúng rồi. Nó. Ăn lúa sữa ăn luôn cái này nè. Ba. Con đạn. Đó,
trời quá trời. Còn gì đâu em ơi, kỷ niệm xưa đã qua hết rồi. 3 đến 46 gì đâu em ơi. Ừ, ca đi rồi hồi khóc. Ca đi rồi khóc. Ca đi rồi hồi khóc sao? Ca trước đi khóc sao? Ủa chưa con Tư. Nguyên cái con chà bá luôn. Gì trời tính bánh cái xuống dậu kì trời. Bè thấy cúp. Cúp bè về đi. Cho nó đổ dữ dậu là đúng. Bè để đầu. Để đầu thôi đừng để phê tử gấp thôi à. Vậy vậy vậy. Đúng đúng rồi. Vậy đi. Chứ đúng rồi đúng rồi. Nó đọc. Chứ giờ sắp về gì xa lắm. Cái vàng tên cái khu mình phải quánh chịch chút nữa là chúng đổ vô dậu là chúng đâu góc đâu mà quánh sửa từ từ nè. Mình còn 4 điểm mà bằng nó nhiêu 4 còn 2 chứ gì đâu chứ điệu bây giờ không có sao gì đâu rồi, phải ra cái sườn của mình lụm liền chết chứ chết đâu gối bên kia gối lại chứ không gối đâu đúng không đúng rồi chúng luôn đi. Vậy đi gói gì vậy đi gói ai nấy ở trời ơi hả bác thiếu gì hết vô luôn đi hết vô ốp. Còn bi vàng còn 2 điểm 3 băng đó nha. Bi trắng mình chưa thấy còn 4 điểm 3 băng. Còn 4 còn 2. 46 48. Sếp bi da này sẽ về đá luôn luôn phút cuối nữa nha. Cái gì dễ ăn đâu. Ăn đâu. Về cho lòn đỏ lòn đỏ đi. Muốn đỡ trắng thì lòn đỏ đi. Lòn đỏ móc đến cái này luôn. Cũng vậy. Sao nổi mà nổi trời. Đứng luôn luôn vậy điểm nguyệt luôn vậy trời ơi vậy mà cũng bị đá nữa từ thôi rồi từ từ nghe ta thấy mình phải quánh chắc chiêu nghe lụm một điểm cái là đủ cơ bốn luôn hai anh em làm cơ bốn luôn đó cái gì cơ bốn nổi ngoài trắng ngoài đứng sửa tướng nghe quánh dày dặn chút nghe vô cái gì vậy? Đúng rồi đá trời ơi sườn kia sườn này sườn mình kết thúc này da gì đá cái nhà cái sườn gì trời bây giờ này quánh đường nào ra sườn thế nào tứ đỏ rồi tứ đỏ tứ đỏ ồ không có đâu trời ơi nói cho vui sao trời ơi tứ đỏ tứ đỏ đổ vậy đây nè sợ hay sao không có lọn rồi ban đầu sao lọn được sợ hay sao sợ hay sao đâu nói chuyện cười cười chứ già ta tứ vô khung của người ta rồi làm gì chuyện cười cười hoài con này anh sao bằng về đá liền hết mà không nổi nữa ô da đá trời cô ba chạy qua trả lời a ba đó nhét vô đây rồi chỗ này vượt qua đây nhét vô đó nhét nguyệt nữa vậy ôi nhét nguyệt nhét nguyệt rộng qua luôn sao qua nổi trời qua nổi chứ rồi thua cái nhảy bảy rồi chúc em nhiều sức khỏe nghe thấy vô gà đây 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 nhiều sức khỏe này còn điểm nữa quánh mới đã thôi đúng rồi thôi xuất gia xong tô hôm nay 50 điểm đồng giữa đội mình dưới thái một bộ nha bên đây là cầu tư với nhật rồi, nhật với cầu tư đã giành chiến thắng nha 12 giờ trưa ngày mai thành vô ra sườn quái trời còn bây giờ cho tên pháo tv mình kết thúc clip tại đây bye bye cả nhà bye.